Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa nay thì mấy đứa em làm cái món chua chiên. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Em lỡ chú quá đà nên nó màu không đẹp một xíu. Không chứ chính này là chú chính vậy là được. Thường mẹ ta kêu chú hâm chim đúng không? Ừ. Đúng rồi. Hôm nay chị Hai sẽ tài trợ bịt bột cho chúng ta chiên chuối. Đó là bột chiên chuối. Đúng, đến từ nhãn hàng của TB Food. Tại nó coi quảng cáo. Không quảng cáo. Video này không quảng cáo bio cho cái nhãn hàng này đâu. Chỉ là nói thôi. Không có trả tiền đâu, quảng cáo dữ hả? Quảng cáo có tả tiền đâu, quảng cáo làm chi. Thấy không? Ví dụ như quảng cáo chuối nhà của Kim Ngân được rồi. Chắc là mình trẻ làm hai được rồi hả hai? Ờ, nhà cưng tầm nhiều chuối không Ngân? Dạ cũng được. Nó nước đợt nước mặn đó nó chết rồi hết rồi. Ừ. Không được. Bốn đứa làm nha, cái nào không biết thì đây hai. Hỏi thăm chị. Hướng dẫn sử dụng. Nên em mới biết chứ em không biết đâu. Bao nhiêu là 200ml nước. Bỏ hết vô đại đi, quậy vừa được rồi, được em, rồi đâu cần. Tụi em có chị em lo. Chị Google lo. Ủa sao cái bột này nó hơm cái mùi. Bột này bột loại mới nè. Ừ. Cái kia bột màu đỏ. Màu cam. Ừ. Ê cái bột có màu vàng nè, có nghệ hả? Dạ có pha nghệ á. Vậy bình này bột mới hả? Không, hồi đó là mua bột gạo với cái bột gì trộn sao nó thơm thơm giống như mùi bột em bé ăn vậy. Đúng rồi á, giống mùi bột bột mà em bé ăn dặm á. Ờ đúng rồi. Giống luôn á. Ủa có bị lợm bịch không? Nhìn kỹ. Hồi lúc hồi nãy em cũng thấy vậy nhưng mà em thấy nó để chứa chuối chiên nè. Chuối chiên. Người ta chiên chuối vậy nè. Nọ được chưa? Học 12 năm trời. Nọ được chưa? Tin của cái đầu bếp. Như nó học văn nó đọc chữ mà nó thiệt hả? Muốn đứt hơi giùm nó luôn đọc gì? Nó đọc dèo dèo nó không có ngắt nha. Nó đọc chừng nào hết hơi của nó sẽ ngắt. Không có ngắt nha. Em lại cho anh Nhơ đọc gì nghe thử coi. Nó không sử dụng á. Nó không có ngắt nhưng mà nó đọc dèo dèo. Hết hơi đó thôi vậy á. Nè. Nó đọc không nướng nước miếng gì vậy á. Nhanh lắm thôi mà đọc á. Đọc nhanh. Khoai ngô bước 2 pha bột. 250g bột chuối chiên hòa với 250ml nước, sau đó quậy đều và mịn. Bước 3 chiên. Nhúng chuối qua bột và chiên vàng giòn. Phải dấu chấm mà đọc vậy là chết. Nhúng chuối thôi. Mình không có hai cái này, mình không có khoai với ngô. Khoai ngô là gì vậy? Ngô là bắp. À là bột này có thể chiên khoai được. Còn thường chiên chuối là chỉ chiên chuối thôi. Chiên ngô nữa hả? Không biết đâu. Ủa sao ngô chiên sao? Ngô là bắp á hả? Bắp là cưng lấy hộp ra cái bỏ vô cái chiên chùm chùm á. Làm như pizza vậy đúng không? Tải ra cái chảo á. Ừ, đúng rồi. Nó chiên trứng hả? Qua có bị bọc hơi lỏng không qua? Vậy mà lỏng gì, bỏ chuối vô là được rồi, nó chưa có nở hết mà. Ừ. Sao thơm quá mùi, lạ quá à. Cái thịt bột này là loại mới ra hay sao quá gần. Bình thường có pha bột cũng lỏng vậy nè, chứ không có pha kẹo nha. Nó thơm cái mùi thơm quá. Nó thơm cái mùi thơm, cái mùi thơm. Đúng rồi, cái mùi thơm này nó thơm. Cái mùi này lạ quá. Ở đứa nào nhúng nữa rồi. Tập nhấm cho quen xíu đi, chứ ấy mà. Để một món về nhà chồng chứ không biết được. Bà và chồng tiễn đi luôn chứ không phải là tiễn. Tại vì nơi sản xuất. Tôi muối ra liền. Trời em nhúng bây giờ nó cháy luôn á. Em nhúng em không biết cái này giống gì không? Nói thiệt á nha. Ngoại ta làm bác sĩ thú y á. Có mấy bịch bột cho cho heo uống đúng không? Hồi nãy tao cũng thấy vậy mà tao không dám nói. Thiệt giống thiệt. Để trang bột ra sữa heo á, sữa cho mấy heo con uống á. Mùi giống vậy đó nè. Ai mà lấy tiền, ủa ai mà quảng cáo mà gặp kia biết ngăn là khỏi lấy tiền. Hồi nãy thì mới vừa quảng cáo cho nhãn hàng đó xong bây giờ đem đi chê giống bột cho heo. Ủa y chang luôn, y chang luôn. Cái mùi này đúng luôn á, đúng không? Đúng mùi này luôn nè. À, chị hỏi thử cái này. Mà chị mình ăn chuối chiên rồi mọi người. Ủa sao y hệt cái bịch bột của hùng bông bướm á. Cái hùng đó là hùng gấu đỏ. Hùng gấu vàng.
bịch bột có hình con bướm bướm ở ngoài mà để cho heo con uống á, nó cũng có cái mùi này nè cưng. Còn em lại mua heo mấy kiểu gì mà ông ngoại em bịch lụm lại phải cho heo uống. Ông ngoại em là bác sĩ thú y á. Em mày mày lượm cái bịch ra. Mày lượm cái bịch là mày coi thứ nó để những thành phần những gì vậy? Thơm giống cái mùi đó ra luôn á. Hồi đó mỗi lần pha cho heo uống là tội cái mùi heo uống mà thơm chi thơm dữ. À, thành phần là bột gạo, bột mì, bột tinh bắp, bột tinh bột khoai mì, bột nổi e 500 y 450 y. Không biết sao nó hơn chuối, để viên chuối. Nó hơn chỗ nào lắm. Không, để tao giữ lại tao coi bịch cái sữa heo của ngoại tao có công phần rồi giống vậy không. Sợ nó quá mày ơi. Mà nó giống lắm rồi chứ bộ. Thì nó giống á. Ủa chiên nguyên ấy vậy hay là ép nó ra? Ép nó. Ép cây xong rồi rửa da chi nhỉ? Rửa da cho sạch, ép thì đừng dơ. Lấy tấm thớt này với tấm thớt kia kìa, ép có tới mũ sạch kìa cưng. Dạ. Ừ. Ép vào tấm thớt đi cưng. Mẹ Khánh mới vừa chở cái bếp ga ở nhà lên cho Khánh thài nè. Cái bếp ga này á là khi mà xây nhà mẹ xong á thì ở nhà không có bếp ga. Rồi Khánh mới để dành tiền, lúc đó Khánh để dành được triệu mấy 2 triệu gì đó. Rồi Khánh đi mua cái bình ga với cái bếp ga cho mẹ xài, để ở trong nhà cho mẹ xài. Nhưng mà cuối cùng á là để hoài luôn, mẹ không xài. Mẹ thấy nó mới, lúc đó mới mua, lúc đó nó mới, Khánh mới mua cho nên là nó mới lắm. Rồi mẹ không dám xài. Rồi mẹ tùm mà lại mẹ để dành. Thì bây giờ á là Khánh lên đây thì nửa đêm nửa hôm á là không có bếp để mà ví dụ muốn ăn cái hộp vịt chiên với cơm nguội thì gì cũng không có nữa. Cho nên là mẹ cưng lao đi. Mẹ chở lên đây cho Khánh. Thì hồi nãy cái anh thợ ảnh mới vừa chở lên giùm nè. Cho nên là bụi có phần bụi. Ừ, bụi bặm. Mà nó rất là còn mới luôn. Mà lý do là lâu quá mình không xài cho nên nó bị hư. Ở cái chỗ là cái con IC của nó. Mày có coi cái vụ mà mấy cái đinh xe đạp mà để cán một cái đinh bị lủng, mà cán lên nhiều cái đinh nữa sẽ không bị lủng xe đạp á. Vậy hả? Ừ. Chỗ này thử kìa. Con này. Ông bà cô chú biết sao, mẹ con thấy cục mới, mẹ con để dành chắc là 5 năm mấy 6 năm rồi, nó hư luôn rồi. Ồ, để dành hả? Nè mà công nhận nè, đồ xịn nè, thấy không? Hay mua đồ xịn cho mẹ thấy chưa? Nãy nó vàng vàng mà chùi cái là nó sạch luôn hả? Ừ, lúc đó chị để dành tiền á. Chị mua cho mẹ xài á. Bây giờ nó cũng lên rồi đó. Không, sợ nó giảm luôn chứ. Lên để mối em cũng mua cho mẹ em xài coi. Bếp đẹp quá. Nè mua vậy. Lúc đó là điện lắm á. Hay nè, cái cục pin nó bị hư nè. Cái IC chỗ này luôn. Ờ cái pin mà bình bật á. Bật cái nó cũng lửa ra. Ha, pin này nè. Còn giờ nó bị hư rồi. Nãy cái anh chở lên cái ảnh ráp lại giờ ảnh bật lên thử. Xài được một lần á. Nó lại không có cháy. Nhà em xài pin con ó hả? Dạ hả? Màu vàng á. Ờ. Nãy có mua 2 cục nè. Rồi bây giờ mình muốn xài cái bếp ga này á thì cái anh chở lên giùm á. Anh nói á là mình phải như là mình bật bếp rồi mình tự lấy hột quẹt mình mồi lửa ở ngoài thì mình xài. Nói chung là vẫn xài tốt. Nhưng mà chỉ có là hơi trời ơi, có khi nào nó lấy lộn bột của con heo nó bỏ vô cái bịch này không? Nói nghe ghê thiệt. Cũng có gì đâu, này. Heo ăn được mà hôm thiệt giống mấy người này. Heo ăn được mình ăn được chứ đâu có gì đâu. Heo cái hùng đó mắc lắm luôn. Thì con mắc heo nó mắc ăn mắc lắm. Thì con heo nó ăn cái mình ăn con heo thì giống như mình ăn gián tiếp vậy đó. À vậy thì mình ăn trực tiếp đúng không? Ừ, vậy, heo nhưng mà giờ mình ăn trực tiếp. Rồi bữa nay mình chiên cái bếp của mẹ chở lên đi qua. Mình xài bếp đó để hay bật cho. Tụi nó hỏi qua là giờ mình có bếp ga rồi mình chiên bếp củi hay bếp lửa. Ủa bếp củi hay bếp lửa? Bếp ga hay bếp lửa mà mới nói chiên bếp lửa thì chị hai tao không bao giờ xài bếp ga đâu. Không bao giờ chị xài bếp ga. Cái mà mặt qua cãi rồi đó mà. Cái mà lại nhóm lửa cái hai kêu. Ô cảm thấy quá. Một chút nhớ trong tim. Một chút chết trong tim hả? À chú này ép rồi đem phơi không? Nè để hay bật bếp cho. Tại vì nó không có mình không có bật tự động được. Hay bật ép mỏng gì sao thì nó cơ cái dày nó sẽ có cái độ mềm. Thử coi lấy chảo chiên từ từ được rồi cưng. Dạ hay không lấy cái lá dừa hay ấy cho vậy thử coi này để sức mạnh nó tích công nữa rồi để ngò bỏ vô nữa cái giờ nó đặt có không. Ôi được nữa. Bếp này gọi là bếp tự động còn bếp này gọi là bếp cơ. Bây giờ mình mở lên ha, mình mở
lúc đó Khánh mua cái bếp cho mẹ Khánh á, là Khánh thấy là nó có cái chỗ này dặn này nè, Khánh thấy là nó xịn quá đi, Khánh thích, Khánh mua gì cho mẹ xài nè. Rồi bây giờ bật nha, rồi quẹt nè. Cảm thấy là cái viên vitamin đó nó hết chưa? Ủa kỹ ta, sao không biết tập ta? Nó mở ra chưa? Không dám bật, mở ra, mở ra. Quên. Mở hai vòng thôi, đừng mở ra bự quá. Trời. Thôi để em máy cho, nhà em có xài bếp này. Mà nè, chị bật cái cưng ấy nha. Đó. Hồi nãy ai chiên dưới này? Ở đây nè. Ở ngoài luôn á. Rồi. Đã hết luôn. Sao kỳ vậy ta? Chị không biết xài lâu quá, chị không xài chị không nhớ luôn. Rồi bỏ vô đi coi. Sao nãy không làm được mình với người ta? Đâu làm lại, làm lại. Đó được rồi đó. Chọc. Để này. Nó có cái gì che lại mấy lửa lớn quá không hai? Để chị mở nhỏ lại. Đó. Rồi nhỏ rồi ha. Ừ. Tối tối ví dụ Khánh có hâm đồ ăn cái gì vậy đó, hay là chiên hộp vịt, hay là chiên cái gì đồ ăn nhanh cũng có chỗ để chiên. Thủng nữa. À đó. Nó nước thiệt, nó giống một cái mùi, nó thơm một tăng giống nó luôn á. Trời ơi, sợ. Mà cái nó có màu vàng cái gì không? Nó màu trắng mà. Rồi hả? Chuẩn bị chiên nha. Thôi ăn thử đi, biết đâu ngon, được sao mua nữa hay sao. Em thấy nó ấy quá rồi nè. Em không có bỏ chuối vô nhiều, còn chuối bảnh nó nha. Được không? Chị nó lọc nha. Được rồi. Nó rã chuối luôn không? Từ từ thôi, hai nó mong manh dễ vỡ lắm nha. Để nó cạn đi. Chưa thôi. Cái mình nó kéo một miếng chuối nè. Ủa gì vậy? Đứt kìa. Ủa đứt không? Đứt không? Đứt hả? Bén quá. Kiếm cái gì mình che nó chắn nó lại mới được chứ vậy gì? Sợ nó gió quá. Bỏ vô được cho chưa, nó chưa nổi luôn nè. Thấy không? Xíu nữa đi thôi. Rồi được rồi, được rồi. Ít bột không ta? Dưới bột thêm lên thôi. Thôi đừng dưới bột chút nữa, mình nhúng nguyên chạch nữa là được á. Cái con dưới bột hồi nó thành một cục. Rồi, làm cho thì đừng có đổ. Cái này giờ mình để lên thêm không ta? Cháy gió quá. Cản gió lại đi. Gì được không? Gì cản gió được ha. Đỡ đỡ hơn rồi đó. Đó. Ổn rồi. Cái nó trơn quá, mình có trở mình nhớ lấy cái này kìm trở lại nhân cưng. Nè nó trơn quá nè. Nó chạy chạy mà. Hai hai. Thấy cái mặt hai với cái kiến luôn á. Chuối chiên xong hết rồi. Dạ Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Con xin mời mọi người. Con xin mời mọi người. Giòn quá ha. Giòn lắm luôn. Thôi này. Ngon lắm luôn. Ừ. Giòn quá.
giòn lắm ha. Ôi nha, gọt gọt quá. Nãy giờ tụi cưng ngoài này chiên, chị chạy tẩm rồi gặp chị chiên chắc không ngon bằng tụi cưng quá. Mẹ cưng dạy dễ hả nha? Dạ. Này mẹ, mẹ cưng chỉ cho con chiên hả? Dạ. Mẹ em chỉ con chiên là nhúng bột hai lần á chị. Rồi cái em nhúng vô là nó sẽ giòn, còn chiên một lần nó sẽ không giòn. Mình phải nhúng vô bột hai lần. Thôi vậy thôi vậy. Ông mấy chuối này chú ơi. Ngon ghê luôn hả? Lâu rồi không ăn mấy chuối. Lâu rồi không ăn. Tao cũng lâu rồi đó ăn đâu. Tại nước quay. Chứ bình thường ăn là nhào luôn vô. Ừ, đúng không? Bóp ra nhào vô bột luôn. Bầm á, người ta bầm. Nhà tao không có chiên gì, nhà tao chiên trái gì hả? Ờ, không có chiên rồi. Chiên nó kiểu chiên bột. Nó mềm. Kia kiểu kia, mà kia theo kiểu mà bồng thì dự pha. Ừ. Cái ngày mới bị cứng cứng. Ừ. Hồi đó tàu là chiên bột tự pha không á. Chiên bột tự pha không á. Chiên tự pha xong ra nguyên miếng mảng luôn á. Không mà nó cứng thì đá. Trời lỗ đậu chó luôn á. Ăn này phải uống nước nha tụi cưng. Uống nước hồi xuống mới xuống. Tao thử hay ngon á. Ừ, chút xíu nó lại ăn. Thôi bây giờ cả nhà Khánh xin chào mọi người nha. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye mọi người.